Hello mọi người, hôm nay mình đang ở một cái công viên, màu sắc đường đi lên đi lên để chơi cũng trên đá xịt cỏ sau lưng kìa. Có sao đi lên để chơi xíu giờ rồi. Leo lên đỉnh núi trên đó ăn xịt túi cây leo đỉnh núi trên túi cây đã qua đó lên đỉnh là cái đường mòn để lên đỉnh chụp cho hạ túi cây. Trên đó sẽ ở trên này có đó, cái ốc nhòm đã nhỏ nhìn đằng xa đó, trên này nhìn xuống dưới đẹp nhưng mà nó đang tưới cây khúc đằng sau. Đang có cây nó ướt quá không xuống chụp cho tôi chạy được men cây của em à đó trên đỉnh giờ này người ta đang tưới nước đó, cả cây công viên, lớn công viên này cũng nhỏ thôi nhưng mà đánh vô đó là nó nghe tiếng ở đây. Này cũng là một cái nhạc cụ đây. Dạ. Đánh lộn chỗ.
cái này sao. Kia cái nhạc cụ kia. Qua kia thử. Mấy giờ rồi? Nửa tiếng còn nữa. Ở đây cũng có cái nhạc cụ nữa nè. Nên làm để cho mấy đứa nít chơi. Đây, đây là cái cây, cây gõ. Chúng ta sẽ gõ vào đây. Nó sẽ phát ra tiếng giống như tiếng nhạc.